À, tìm kiếm cái khách hàng tiềm năng mới như mình đã giải thích rồi nãy giờ các bạn không à, tức là ngoài cái khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới, ngoài cái mối quan hệ cá nhân thì chúng ta hãy đến tìm gặp những cái trung tâm họ có cái ảnh hưởng rất là lớn và những cái người có cái sự ảnh hưởng à, trung tâm ảnh hưởng à, thì các bạn thấy là nơi cái trung tâm đó nó tập hợp những cái nhóm người và những nhóm người đó là họ thuộc cái đối tượng data khách hàng của mình, như vừa các là cái ví dụ như là nếu mà bạn kinh doanh bên lĩnh vực kế toán thuế thì các bạn thấy là nó có những cái hiệp hội doanh nhân, và khi các bạn vào trong những cái nơi đó các bạn liên kết thì cái đối tượng khách hàng bạn nó rất nhiều ở trong đó. Hoặc là các bạn tới những cái trung tâm đào tạo mà họ chuyên đào tạo về những người làm kinh doanh. À, thì nơi đó nó tập hợp cái đối tượng khách hàng ở các bạn đó, người ta gọi là kết nối với những cái trung tâm gây ảnh, nó có cái sự ảnh hưởng. Hoặc là có những con người họ có cái sự ảnh hưởng nơi họ có cái mối data rất là đông và họ quen những cái người đó là thuộc đối tượng khách hàng của chúng ta. Ví dụ như các bạn làm bên lĩnh vực bao bì, in nhãn bao bì, hoặc các bạn làm bên lĩnh vực thiết kế thương hiệu. À, thì các bạn cũng phải đi gặp những cái con người mà họ tư vấn doanh nghiệp nè. À, thì dĩ nhiên họ đi rất là nhiều các cái doanh nghiệp và họ có sự kết nối đó thì họ sẽ giới thiệu khách hàng cho bạn. Hoặc là những cái người thầy giáo và họ chuyên dạy về marketing, bán hàng, dạy về đàm phán thì họ cũng sẽ kết nối với những người đã làm kinh doanh rất là nhiều và những cái con người ảnh hưởng đó. Họ sẽ có data và bạn sẽ có thêm lượng khách hàng rất là nhiều. Hoặc là một cái cách khác là bạn phải có khả năng đi ra ngoài và kết nối với những người chúng ta chưa quen biết trước đó, nhưng chúng ta biết họ có thể trở thành khách hàng hoặc mối quan hệ với họ, chúng ta sẽ có được thêm khách hàng mới. Ví dụ là hàng năm, đặc biệt là nếu mà các bạn nào ở Sài Gòn này thì các bạn thấy hàng năm ở Sài Gòn nó có rất là nhiều những cái cuộc hội thảo lớn của cơ quan nhà nước tổ chức, của các cái hội sở rồi người ta tổ chức, của các cái công ty cá nhân người ta tổ chức, và các bạn dành thời gian các bạn đi tham gia vào những cái cuộc hội thảo đó thì các bạn sẽ quan sát và các bạn sẽ thấy ai là người đối tượng theo cái thông tin data họ đứng lên họ giới thiệu rồi đó, thì ai có thể là đối tượng khách hàng của chúng ta và chúng ta kết nối làm quen với họ. Các bạn dùng ra điều này chưa, và họ có thể là trở thành khách hàng của chúng ta và họ có thể mang rất nhiều khách hàng đến cho chúng ta. Ví dụ như trong năm qua thì mình có kết nối với anh Vũ bên tổng biên tập báo Khoa Học Thời Đại, và thông qua ảnh thì anh cũng giới thiệu rất là nhiều doanh nghiệp đến cho mình. Các bạn anh dùng ra được kia thì lúc xưa mình không có quen biết với ảnh, thông qua một cái nhân viên của ảnh và mình viết bài và mình viết bài cho ảnh, viết một cái bài đăng báo ảnh, và khi cái người nhân viên ảnh đến gặp mình và nói về bài đó thì mình rất là tuyệt vời và mình cảm ơn anh Vũ là cái bên tổng biên tập đó, và mình gửi tặng cho anh một cái món quà đó là cái quyển sách. Và bắt đầu từ đó giữa mình có cái mối quan hệ rất là tốt và qua những năm tháng thì chúng ta có cái sự kết nối nhau nó rất là tuyệt vời. Vậy thì vừa rồi mình giới thiệu cho các bạn rất là nhiều cái cách để chúng ta kết nối với khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên mình có một cái lưu ý, theo cái đo đếm và nghiên cứu thì 50% những thương vụ bán hàng ký được hợp đồng thì thông qua bạn bè, thông qua người thân và thông qua các mối quan hệ trước đó. Vậy thì cái chuyện gì xảy ra nếu bạn không biết cái cách này và bạn không chịu xây dựng qua cái này thì đồng nghĩa gì ạ? Chúng ta mất 50% cái khách hàng của chúng ta. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì cái cách ở đây là mình muốn nói ra rằng là cái sự kết nối và qua người thân nó rất là quan trọng. Ngày hôm nay các bạn có hay có Facebook các bạn hay có Google và các bạn bán hàng qua đó và các bạn quên đi. Ví dụ như là bạn có 100 khách hàng đến từ Facebook và họ không quen biết gì bạn, họ họ cứ thấy bạn quảng cáo là họ họ đến và bạn nghĩ đó là nhiều. Nhưng nếu bạn biết cái khái niệm 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 này thì bạn phải hiểu ra rằng 100 người đến từ Facebook đó chỉ mới là 50% thị trường của các bạn thôi. Nếu các bạn biết khai thác
những cái con người đó biến thành họ người thân, họ giới thiệu khách hàng tới cho bạn, bạn có thêm 50% nữa. Bạn hiểu ra chỗ này chưa? Đó. Nhưng là chúng ta cần phải dành thời gian để phát triển các mối quan hệ. Mà đã muốn phát triển các mối quan hệ thì chúng ta phải có thời gian, chúng ta không thể một sớm một chiều. Đó. Và chúng ta phải xây dựng được cái tình bạn với họ, và cũng cần thời gian luôn, không tốc độ và không nhanh được. Cái mối quan hệ luôn cần thời gian, và bạn đã dành thời gian cho cái việc đó chưa? À, đó là lý do mà chúng ta cần phải tạo ra khách hàng tiềm năng mới, bởi vì khách hàng cơ hữu của chúng ta, khách hàng của chúng ta theo tự nhiên thôi, lần lần nó mỗi ngày nó mất lần, bởi vì một vài người chết, một vài người họ rời khỏi chỗ ở, một vài người tự nhiên họ không thích đến với bạn nữa, nó mất một cách rất là tự nhiên, chưa nói là cái cách chủ quan. À, vậy là vừa rồi mình chia sẻ các bạn những cái cách tìm kiếm khách hàng mà các bạn cần phải tập trung. Và các bạn mà tập trung, hồi nãy giờ mình chia sẻ bạn có hơn 20 cách rồi mà, các bạn mà tập trung một cái là các bạn có rất là nhiều khách hàng, cứ an tâm, cứ làm đúng như những gì mà làm, đừng có phân tâm, cứ tập trung, đã kinh doanh là phải tập trung vào. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.